ở đây mình lại có một cái cân lần nữa và mình có vài khối lượng ở bên tay trái và khối lượng ở bên tay phải mình thấy là cái cân được cân bằng và mình có tổng khối lượng giống như nhau ở bên trái và bên phải thay vì đánh dấu những khối lượng ẩn bằng dấu chấm hỏi thì mình viết chúng đều là x vì tất cả đều có x nên là mình biết mỗi cái này đều có khối lượng bằng nhau vậy thì cái mà mình muốn biết là khối lượng đó là gì khối lượng của mỗi khối ẩn này thì là cái gì À, à, mình sẽ mình sẽ để bạn nghĩ một tí về về điều này và mình sẽ hỏi bạn là bạn sẽ tìm giá trị của x bằng cách nào? Mỗi khối này thì là có khối lượng là bao nhiêu kg đây? Bạn có thể làm gì với mỗi bên hoặc là cả hai bên của cái cân này? Mình sẽ cho bạn một vài giây để suy nghĩ về điều đó. Bây giờ thì bạn có thể rất muốn nói là nếu mà mình kết thúc với một khối bí ẩn ở bên tay trái và nếu mình giữ cái cân cân bằng, thì thứ đó sẽ bằng bất cứ cái gì mà còn lại ở phía bên tay phải Và phần đó thì có thể là đúng đó Nhưng mà để có được một trong những khối bí ẩn ở bên tay trái Thì bạn có thể nói là sao mình không bỏ cả hai chúng đi cho rồi Bạn có thể nói là à, thời để bây giờ mình sẽ chọn màu phù hợp để gạch nó đi Rồi bạn có thể nói là tại sao mình không gạch cái đó và cái đó đi Và sau cùng là bạn sẽ còn lại một cái này thôi nhưng mà nếu bạn bỏ đi hai cái này thì ở phía bên tay phải sẽ trở sẽ tay trái sẽ trở nên nhẹ hơn hoặc là nó sẽ có khối lượng nhỏ hơn bên tay phải nên nó sẽ di chuyển lên và phía bên tay phải sẽ di chuyển xuống bạn có thể nói là được rồi vậy thì làm gì ở bên tay trái thì cũng phải làm ở bên tay phải để phải để giữ cho cái cân cân bằng và bạn có thể nói là vậy thì sao mình không bỏ cả hai khối lượng này luôn đi từ bên tay phải nhưng mà đó cũng là một vấn đề bởi vì bạn không biết được giá trị khối lượng ẩn này là nhiều bạn có thể thử dời đi cả hai cái này nhưng mà bạn bạn không biết bao nhiêu khối này thể hiện một khối bí ẩn vậy thì bạn có thể nói là vậy mình có ba cái này ở bên đây nếu mà mình nhân cái này ở đây với 1 phần ba hoặc là nếu mình chỉ để lại 1 phần ba của nhóm này và nếu mình chỉ giữ lại 1 phần ba của nhóm này thì cái cân sẽ cân bằng nếu mà bên này có tổng khối lượng bằng bên này thì 1 phần ba của khối, tổng khối lượng bên này sẽ tương đương như 1 phần ba của tổng khối lượng bên kia vậy thì mình chỉ giữ 1/3 của bên này thôi và nó sẽ tương đương với việc nhân với 1/3 vậy thì nếu mình chỉ giữ 1/3 ở đây thì mình chỉ còn lại duy nhất một khối trong tổng số này thôi và nếu mình chỉ giữ 1/3 ở đây thì mình chỉ còn lại là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 khối vậy thì nếu mình nhân bên này với 1/3 hoặc là nếu mình chỉ giữ lại 1/3 của bên này thôi thì 1/3 nhân 9 là 3 Vậy thì mình sẽ dời bỏ đi những cái này Và mình có lại 1 phần 3 những gì mà mình có bên tay phải Và 1 phần 3 của những gì mình có bên tay trái lúc ban đầu Chúng sẽ được cân bằng bởi vì mình đã giữ lại 1 phần 3 của tổng khối lượng tương tự Và thứ mà mình còn lại là chỉ một trong những khối bí ẩn này Một khối mà có chữ X ở đây Với bất kỳ giá trị nào của X Và bạn còn lại 3 kg ở bên tay phải Vậy là bạn có thể kết luận là Và vì, vì bạn luôn giữ cho cái cân này cân bằng Nên là X bằng 3